Mùa lạnh sắp đến rồi, các bạn đã biết cách chăm sóc da và cơ thể toàn diện từ dầu dừa chưa nhỉ? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài chia sẻ của mình đây. Nếu bạn đang tìm cách chăm sóc da và cơ thể kỹ lưỡng hơn thì hãy nhớ ngay đến dầu dừa. Từ lâu, dầu dừa luôn được các chị em tin dùng như một thần dược với sức khỏe và làm đẹp, vừa an toàn lại vô cùng tiết kiệm chi phí. Dầu dừa giúp dưỡng tóc. Dầu dừa có chứa rất nhiều vitamin E giúp phục hồi tóc khô sơ, trở nên bóng khỏe, kích thích tóc mọc dài, dài hơn và tránh hiện tượng gãy rụng. Có hai cách để chăm sóc tóc bằng dầu dừa. Cách thứ nhất, đó là sau khi gội đầu, rồi tóc khô, bạn hãy lấy vài giọt dầu dừa ra tay rồi thoa lên tóc, làm ở phần ngọn. Vài lần như vậy thì bạn sẽ thấy tóc mềm mượt, đỡ gây hư tổn hơn nhiều. Cách thứ hai đó là bạn lấy hai thìa dầu dừa xoa đều từ chân tóc đến ngọn tóc rồi massage kỹ da đầu trong khoảng 2-3 phút hoặc là ít nhất là 10-15 phút trước khi bạn gội đầu. Bạn có thể sử dụng khăn để quấn kín tóc lại bằng để ủ và xả sạch với dầu gội đầu. Đây là cách ủ tóc rất hiệu quả, có tác dụng chống rụng tóc, kích thích tóc mọc dài và dày hơn, tóc sẽ suôn mượt hơn. Thứ hai là dầu dừa giúp dưỡng ẩm. Bạn lấy vài giọt dầu dừa lên lòng bàn tay rồi xoa đều hai lòng bàn tay với nhau. Sau đó cho nóng lên, áp nhẹ lên mặt đến khi dầu dừa thẩm thấu hết vào da mặt thì dừng lại. Đây là cách dưỡng da rất hiệu quả từ dầu dừa. Và chú ý là sau khi bạn massage và bạn cần phải rửa mặt sạch với nước ấm. Thứ ba đó là dưỡng môi. Dùng dầu dừa để dưỡng môi, bạn sẽ thấy tác dụng vô cùng bất ngờ. Đôi môi dù có khô nẻ, bong chóc đến đâu thì chỉ cần thoa dầu dừa lên ngay lập tức sẽ hồng hào và mịn màng hơn. Thứ tư đó là dưỡng mi. Bạn dùng tăm bông chấm dầu dừa rồi nhẹ nhàng chấm lên chân lông mi. Hoặc bạn có thể dễ dàng mua mascara dầu dừa để chăm sóc mi. Sau 2 tuần sử dụng, bạn sẽ cảm thấy lông mi sẽ dài và cong hơn. Thứ năm đó là dầu dừa giúp dưỡng thể. Mỗi lần tắm, bạn chỉ cần trộn vài giọt dầu dừa vào sữa tắm rồi tắm như bình thường. Cách này vừa giúp làn da mềm mại mà còn tránh được tình trạng viêm lỗ chân lông rất hiệu quả. Thứ sáu đó là trị hôi nách. Có thể ít người biết nhưng dầu dừa có khả năng trị dứt điểm mùi hôi nách. Bạn chỉ cần lấy bông tẩy trang, thấm dầu dừa rồi thoa đều lên vùng da dưới cánh tay, lưu lại trên da khoảng 15 đến 20 phút rồi lau sạch lại với nước ấm. Đều đặn mỗi ngày, sau một tuần bạn sẽ thấy mùi hôi giảm hẳn. Và bạn có thể kiên trì dùng dầu dừa kết hợp với một số chất khác như là chanh hay là soda thì bạn cũng có một chất khử mùi cho nách rất là hiệu quả. Thứ bảy đó là tẩy da chết. Bạn trộn một thìa dầu dừa với một thìa đường và một thìa mật ong, bạn sẽ có ngay hỗn hợp tẩy da chết cực kỳ an toàn. Thay vì phải tốn hàng trăm nghìn cho những sản phẩm tẩy da chết bán sẵn thì công thức từ dầu dừa này hiệu quả không kém mà lại tiết kiệm cũng như là rất an toàn. Thứ tám đó là tẩy trang. Khi tẩy trang trong nhà tạm hết mà bạn vẫn chưa mua mới, có thể thay thế bằng dầu dừa. Bạn lấy một lượng vừa đủ thoa lên mặt, massage trong vòng 2 đến 3 phút rồi dùng bông tẩy trang lau sạch, rửa lại mặt một lần nữa bằng sữa rửa mặt để tránh tình trạng nhờn dính da. Chúc các bạn áp dụng thành công với dầu dừa trong quá trình làm đẹp da của mình.